Em chào tất cả cô chú anh chị em mình nhé, trở lại kênh YouTube Máy Dầu Dương ha. Địa chỉ 12 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Thì hôm nay em đóng hàng cho anh em nhé, tối này ha. Thì hàng của em bên em là anh em nào mua ngày nào cọc ngày nào em đóng ngày đó nha. Em không có dùng đơn 2-3 ngày đóng một lần đâu ha. Đó, hàng hôm nay đi tiếp ha. Anh em mua ngày hôm nay là đóng ngày hôm nay, ngày mai là đóng ngày mai ha. Thì dùng đơn nhiều khi anh em dùng ấy là mình đóng không kịp ha. Đó, hôm nay thì em giao hắc ức 9 này, ga tâm lâm này, DS AD6 bét kim này, ừ 83 cái này. Thì là ớt 70 này. Oxy và bọ ha. Thì anh em nào đọc mua hàng bên em thì cũng biết rồi ha. Khách hàng quen mua em mấy lần rồi thì em không bao giờ lấy tiền cọc ha. Còn anh em nào mà chưa mua bên em thì anh em phải cọc bọn em mới dám ship ha. Cái máy nặng tầm cỡ 70-80 kg, 100 kg, 100 ngoài kg mà anh em muốn mua mà không muốn cọc không ai dám gửi cả anh em nhé. Hàng nặng quá không dám ship đâu, trừ trường hợp là của em biết tin tưởng mua mấy lần rồi ha. Còn anh em này muốn mua mà chưa có mua bên em lần nào thì phải cọc nha anh em nhé. Cọc thì cũng không có nhiều đâu ha. Nhiều khi anh em cọc thì anh em sợ, mà không cọc thì bọn em cũng sợ, hai bên đều sợ thì không làm được ha. Anh thử ra là có cọc mới gửi được hàng anh em nhé. Vì hàng nặng, hàng mà 5-6 kg, 7 kg anh em muốn cọc cọc không cọc thì thôi. Em có bao giờ em lấy cọc đâu. Đi ship bằng cái phụ tùng rồi là ship bằng oxy cục nhỏ xíu. Không bao giờ em lấy tiền cọc. Anh em cứ kiểm tra thoải mái, được thì lấy, không được thì thôi, không quan trọng. Cái đó là đồ nhẹ, không bao giờ phí ship. Còn cái máy 80-90 kg, 100 kg, 100 mấy kg thì ship về tới đời điện để điện cho anh em mà thuê bao tò tí te thì anh em cho leo cây nhảy xuống đau lắm anh em ơi ha. Anh em nào muốn mua máy thì cọc nha, đó là sự tin tưởng thôi chứ không có gì cả ha. Còn em bán mua bán đàng hoàng chứ không phải tầm bệnh đâu, tùy theo kênh thôi ha. Anh em nào mua máy hàng ha, vậy ha. Đó, hàng thì em chuẩn bị đóng cho anh em ha, không có đó. Em chào tất cả anh em nha.